Xin chào các bạn nhá. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc ở tại trường tiểu học Trần Quốc Toản. Các cô giáo và học sinh đang tập trung vào nấu các món ẩm thực của vùng miền nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đến từng gian bếp ẩm thực của các cô. Đầu tiên là bếp của khối 3, khối lớp 3 đây các bạn ạ. Đây là món thắng rền, các màu đấy nhỉ. Bánh trôi, 5 màu, ngũ sắc. Tiếp nữa nó là gian hàng của khối lớp ở đâu đây, phân hiệu 2. Đây là món bánh dày, món ăn dân dã nhất này. Đây là món bỏng hạt rau rền nha các bạn nha. Ngô, ngô nếp. Hôm nay lớp chị là có những món gì với món gì đây chị? Xôi ngũ sắc. Đó là món xôi ngũ sắc rất là đẹp. Các món ẩm thực ra thì nhà trường còn tổ chức các trò chơi dân gian nữa các bạn ạ. Ở đây là trò chơi đẩy gậy, là một môn thể thao dân gian rất là được yêu thích ở trên vùng cao. Thịt chua hấp dẫn quá nhỉ. Thịt chua đúng bản sắc của dân tộc Tây ạ. Quá thơm. Đây là món thịt lợn chua. Bánh cay của riêng này. Và bị nồng của cái thơm nồng của cái cà thảo quả với lại lá ngâm đỏ. Nhìn rất là hấp dẫn. Sản phẩm mà đã được ướp. Đấy. Đã có món sắn. Món này là tuổi thơ rất là sợ đây. Đây có cả cô giáo tày ấy. Mấy cô.
mình là có những món gì đây chị? Là món ăn truyền thống. Món ăn truyền thống. Đi qua là thấy rất là thơm rồi. Em xem một chút được không? Xin mời em. Đây là món măng cuốn nha các bạn nhá. Một món ăn rất được yêu thích ở trên vùng cao và rất là ngon đấy. Ban giám khảo. Đây là một món ăn của người dân tộc Mông. Đây, đó là mèn mén. Mèn mén tàu chúa. Đây, đây là cách nấu mèn mén của người dân tộc Mông nha các bạn nhá. Muốn mèn mén ngon thì chúng ta phải sàng sẩy. Đây, chỉ lấy những hạt nhỏ thôi. Đây là món mèn mén ngô trắng, còn đây là món mèn mén ngô vàng. Đây là món tàu chúa nha các bạn nhá. Bình tĩnh thôi. Chơi ô ăn quan we
quá. Này nhìn đã thèm rồi. Đấy, thấy chưa, quảng cáo cho trường tiểu học Trần Quảng đấy. Vâng. Bánh trôi ngũ sắc. Được làm bánh có vui không cháu? Đó à. Thế ở nhà có hay làm bánh này không? Đấy. Lá này màu đẹp lắm. Đã xong rồi đấy nhỉ. Quá đẹp. Nhìn rất là hấp dẫn. Xôi ngũ sắc. Món thịt chua rất là hấp dẫn. Mọi người có bao nhiêu?
cô giáo kéo tay rồi. Nhóm này là xong rồi đấy nhỉ. Chắc hết giờ rồi. Chào mừng các bạn đến với lớp mở khạc của Phi đoàn Sơn Đồng Can. Âm nhạc Trần Thế Huân, xin mời. Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đến thăm không gian ẩm thực truyền thống của khối lớp 5 chúng em. Kính thưa quý vị, 5 năm qua chúng em đã được học tập và tìm hiểu về mái trường tiểu học mang tên người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản, noi theo tấm gương tuổi nhỏ mà tài cao của anh, noi theo tấm gương những thế hệ học trò đã đi trước để giữ vững bề dày thành tích của nhà trường. Chúng em đã không ngừng phấn đấu thi đua rèn luyện, đặc biệt là học tập và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở địa phương mình, nhằm xây dựng sắc hoa văn các dân tộc của quê hương ngày càng đậm đà và phong phú. Trong ngày hội giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho nhà trường tổ chức trong ngày hôm nay, để góp phần tuyên truyền và quảng bá tới những sắc văn hóa đặc trưng riêng của các dân tộc, khối lớp 5 chúng em xin hân hạnh gửi đến quý vị món thịt chua của đồng bào dân tộc Tày trên quê hương Bắc Mê chúng ta. Kính thưa quý vị, thịt chua là một món ngon bởi nguyên liệu không chỉ là thịt lợn mà còn có sự hòa quyện của tinh hoa đất trời, cỏ cây hoa lá từ thiên nhiên. Nguyên liệu rất đơn giản và cách làm rất dễ dàng. Đầu tiên, lựa chọn thịt ba chỉ lợn đen làm sạch, cắt nhỏ bằng ngón tay cái, thảo quả giã nhỏ, củ riềng thái chỉ, một ít rau răm, dây chầu không, cây cơm đỏ. Rửa sạch, phơi qua nắng cho ráo nước rồi thái nhỏ. Cơm rượu nếp cái lên men, muối, tiêu, sau đó thịt được đổ vào chum, trộn với những nguyên liệu và gia vị chuẩn bị sẵn, buộc chặt kín lại bằng nhiều lớp lá chuối. Khoảng chừng 5 đến 6 ngày mở chum, mùi thơm đã sức lực. Lúc này miếng thịt đã săn lại, có màu đỏ tươi, điểm những sợi riềng màu vàng, xen lẫn với màu xanh của rau răm và chầu không. Để có món thịt chua ngon trọn vị, khi nấu ta nên cho một ít nước nóng, sau đó cho phần thịt cần nấu vào đảo đều, đại vung đun cho nước cạn là được. Món thịt chua chế biến xong cũng có thể quấn với lá nốt, sẽ thưởng thức được hết vị ngọt của thịt, vị chua của sự lên men, vị cay của riềng, vị thơm của chầu cau và thảo quả, hương nồng của nếp cái. Dân tộc Tày đã có nhiều món ăn đặc sản được làm từ lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác. Nhiều thế hệ người Tày đã lớn lên trong mùi bánh thơm ngon của các bà, các mẹ làm nên. Chiếc bánh dày như nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống cũng như gắn kết con người Tày trên mảnh đất nơi đây. Tùy thuộc vào các dịp lễ, Tết, lễ cúng tổ tiên, canh hoặc vùng đen, đường, loại nếp được đem đi vo, ngâm vào nước ấm khoảng 6 đến 8 giờ, cho vào chõ truyền thống, đồ chín hình xoay. Xưa được đem ra ngay từ khi còn nóng để đảm bảo bánh mềm, mịn và dẻo. Chiếc bánh nóng hổi có mùi thơm dịu của gạo nếp, cắn gọt miếng,
Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích thú bởi vị dai dẻo của gạo nếp hòa cùng vị ngon ngọt của bánh. Bánh được chúng em sắp xếp khéo léo theo hình hoa anh đào, không chỉ tô điểm cho không khí Tết.